Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã đến thăm kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua hơn 27 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn K3 luôn là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, kiên trung của tình báo quốc phòng, lập được nhiều chiến công xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thao trường, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chứng kiến bộ đội trình diễn kỹ năng chiến đấu với các nội dung như võ thuật chiến đấu, kỹ thuật đối kháng, công phá tổng hợp. Chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đã theo dõi bộ đội thực hành huấn luyện các bài bắn súng nhanh, chính xác, cho thấy bản lĩnh, ý chí quyết tâm, kỷ luật huấn luyện chiến đấu và quá trình phấn đấu rèn luyện bền bỉ, kiên cường của người lính trinh sát đặc nhiệm tình báo quốc phòng. Chứng kiến kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những nỗ lực cố gắng, bề dày truyền thống và thành tích của Lữ đoàn K3 và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nhân viên chiến sĩ của lực lượng tình báo quốc phòng đã luôn vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng tình báo quốc phòng vững mạnh, xây đắp nên truyền thống trung thành, tin cậy, thiện chiến, quyết thắng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng tình báo quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bộ đội có trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng tinh nhuệ, thiện chiến, có kỹ năng hành động giỏi, khả năng tác chiến độc lập và sức mạnh chiến đấu cao.